Okay guys, today is a Thursday, Thanksgiving day. So today we are doing some dinner with families and cousin coming over soon. And also, okay, let's go. Open the door and go inside, see that what we have, what kind of food we have. All right, open the door. Okay, nothing on the table yet. Nothing on the table yet. So let's go inside. This is food. Cooking out here, we got fried rice, you know what I'm saying? We got some noodle and some meat for the noodle. Yeah. Noodle and then meat. I miss being in productions. Hay soup nè, no soup men phở bò phải. Okay. Oh, there was already chopsticks. I thought it was yours. Our family. Party Thanksgiving. Okay, mà chung thì hai bà con. Lâu ni. Nhịp rộp nhắm. What is Saki? Saki and Kali. Meaning Thanksgiving day. Nam nhen nhâm ma ho nhen nhen nhom. Guys, happy Thanksgiving day. Today, family come over to the house. Have some dinner. Okay. Happy Thanksgiving. Okay, soup. Let's open the soup up. She's... turkey stuffing right here, potatoes stuffing right here, guys. Good.
say hi, guys. Hey. Okay, guys. Happy thank you, man. Family come over to the house, have some Thanksgiving dinner. Số dây bông phôi. Năm nay nhằm hộp về nghe nấu ngày Thanksgiving Day nấu trong United States. Cùng bông Nhằm một chút ai cũng phun hết cả một chạm mò cả nhằm ấy hay khác tới chắc thì tôi có phải
Đây là bà mong dưới sài phút khám hồn mắm. Ôi, thật xa bà nơi sài bà trừ đi. Dạ, anh ọt phư sài, ọt xê hồn đê áo ấy à, ngay nó chung. Ok, áo đi. Bọn bà lâu ấy. Bà cà lạc thầm tư. Dạ, thầm tư dưới cho dạy nó. Bày á. Đang bày muốn. Bà mai tôm nó còn. Ở đây dưới đây sao anh nhìn tóc chết. Bơ, lấy bây giờ phải tóc chết. Còn hai chê, còn xa. Anh mua dưỡng cua. Mua đồ sợi, mua đồ cua quất với bố chì. Bè, nhâm vẫn đang buồn kê. Đi khai ra. Đi khai ra. Cứ xa là cái bán.